Xin chào tất cả mọi người. Vậy là chỉ còn một tuần nữa thôi là chúng ta đã đón Giáng sinh rồi. Mình xin chúc cho tất cả các bạn có một mùa Giáng sinh thật là an lành, ấm áp, hạnh phúc bên gia đình và những người thân yêu. Và nhân dịp Giáng sinh này, bản thân mình cũng như là shop áo của mình có một món quà dành tặng cho tất cả các bạn. Đó là các bạn sẽ được nhận miễn phí Tên, đây là gì? Đây là tai nghe i7 tai nghe nha mọi người nha, dành tặng miễn phí cho các bạn. Như mọi người đã biết thì thời gian vừa qua trên fanpage GoTo của mình đã có chương trình đó là tặng miễn phí tai nghe i7 như thế này. Và thật sự là số lượng có hạn, thế nên là chỉ mới tặng được cho những bạn nào đăng ký, những bạn nào đăng ký sớm nhất. Và hiện tại thì nhân cái dịp Noel này, bên shop áo Liên Quân của mình cũng có chương trình đó là tặng miễn phí 50 tai nghe i7 dành cho những bạn nào mà mua áo hoodie bất kỳ trên shop. 50 bạn đầu tiên nha. Chương trình khuyến mãi bắt đầu từ ngày 18 tháng 12 cho đến ngày 24 tháng 12 này. Và khi mà các bạn truy cập vào shop áo, có nghĩa là shop gthu.com của mình, để có thể mua những chiếc áo khoác và chiếc áo hoodie chỉ với giá 299k, thì các bạn sẽ được miễn phí giao hàng trên toàn quốc này. Và hơn nữa thì 50 người đầu tiên kể từ cái video clip này kết thúc sẽ được nhận miễn phí, mỗi người nhận được miễn phí một chiếc tai nghe Bluetooth tai nghe i7 như thế này. Cho 50 người đầu tiên đặt hàng trên shop áo gờ thủ. Đây là chiếc tai nghe i7 vừa sau thì bỏ ra. Tai nghe các bạn có thể nghe và bật Bluetooth để có thể trải nghiệm tai nghe không dây nha. Đặc biệt hơn, khi mà các bạn mua những cái đơn hàng trên shop gthu.com từ 600.000 trở lên thì các bạn sẽ có thể mua thêm được một đôi giày thể thao với giá 20.000 đồng. Đó, và được tặng kèm thêm một tai nghe Bluetooth i7, cũng như là các bạn sẽ được miễn phí giao hàng trên toàn quốc nha. Mình cũng xin nhắc lại, chỉ có 50 người mua hàng trên shop gthu sớm nhất thì mới có thể nhận được những chiếc tai nghe i7 như thế này. Đây là những cái món quà mà bản thân mình cũng như là shop gthu.com muốn dành tặng cho tất cả các bạn nhân dịp vào cái sự kiện Noel lần này. Và chỉ có 50 tai nghe miễn phí cho những ai nhanh tay nhất. Sau khi cái video clip này kết thúc thì mình nghĩ là nó sẽ hết rất là nhanh. Vậy nên mọi người hãy cố gắng truy cập vào shop gthu.com. Cái đường link mình để lại dưới phần mô tả cũng như là bình luận video clip này. Hy vọng rằng các bạn có thể truy cập thật là nhanh. Và chúc các bạn may mắn để có thể nhận được những chiếc tai nghe i7. Cảm ơn tất cả các bạn. Và chúc tất cả các bạn có một mùa Giáng sinh thật là an lành. Bye bye mọi người. Vui Giáng sinh gặp tràn ưu đãi, tặng ngay tai nghe không dây Bluetooth miễn phí khi mua áo hoodie Liên Quân bất kỳ chỉ với 299k. Miễn phí giao hàng trên toàn quốc, duy nhất từ ngày 18 đến ngày 24 tháng 12. Đặt mua ngay tại shopgthu.com.